Đại lý đồ nông nghiệp em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Một cái video ngắn về những cái dụng cụ dành cho các bác nhà mình làm cây bonsai, làm cây cảnh. Và cũng là chuẩn bị đón tháng 9 tới, đơn vị em tiếp tục khuyến mãi với một bộ kéo khi mua 1 sẽ tặng 1. Và có những bộ kéo sẽ giảm giá tới 70.000 đồng cho các bác nhà mình tham khảo ở cái video ngày hôm nay. Đặc biệt là với cái mẫu kéo này, em đã quay một chút để các bác nhà mình nắm bắt được về dòng kéo tay ốp gỗ. Một cái mẫu kéo cao cấp của đơn vị em. Dòng kéo tay ốc gỗ này thì đầu tiên các bác phải nhìn cái phần chữ chìm ở trên thân kéo này. Đấy, chữ ở phần trên và phần bên của chiếc kéo, đây là mặt trái nhé. Tất cả mặt trái, mặt phải thì đều có chữ dập của hãng Japan. Đấy, và cái chất liệu của cái dòng kéo này thì như các bác nhìn nó là chất liệu thép liền khối. Đấy, và lưỡi thì rất là dày, giúp các bác thì mình cắt cành to, khuy cài. Em sẽ mở cái phần này ra. Đấy, và chắc chắn là các bác đang quan tâm tới giá là bao nhiêu đúng không ạ? Thì ở cái mẫu kéo này thì khi các bác mua ở những cái đơn vị khác, các bác mua tới 350.000 một cây. Nhưng riêng đơn vị em Thảo sắp sửa đón tháng 9 tới, em sẽ để cho các bác là 250.000 trên một cây kéo này nha các bác nhé. Và các bác phải quan tâm tới những cái phần chữ trên thân kéo này. Một chiếc kéo cao cấp nó như thế này nhá. Và với đơn vị em Thảo thì sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Và khi xem được video này, các bác đang muốn lựa chọn những cái dụng cụ cao cấp và giá khuyến mại nhất của đơn vị em, đừng quên nhấn like, chuông và nút đỏ đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ hay. Tiếp tới là tới bộ kéo cộng lực. Đây cũng là một cái bộ kéo mà được các bác quan tâm rất nhiều. Dòng kéo này em nói luôn, nếu như không bén, không sắc, không khỏe, các bác gửi lại đơn vị em luôn nhé. Là một cái bộ kéo em khuyến mại sâu nhất trong cái tháng 8 và tới đầu tháng 9 này, đơn vị em vẫn về cái mẫu này. Dòng kéo của Mix Japan, của lưỡi thép SK5, dòng lưỡi thép đen. Đây là mẫu kéo cộng lực các bác ạ. Đấy, và với cái mẫu kéo này thì chốt của nó là chốt gài luôn. Các bác gài chốt như thế này khi sử dụng xong. Lưỡi thép đen. Và cách bảo quản những chiếc kéo khi các bác mua về thì các bác dùng xong hãy lau qua thêm một chút dầu nhá. Nó đã là một cái dòng kéo rất chi là tốt và khi được các bác bảo quản nữa thì nó sẽ tốt hơn. Hôm nay khi các bác mua một kéo này thì em sẽ tặng cho các bác một cây kéo tỉa 24. Đây là cây kéo tỉa 24. Sẽ có hai bộ để khuyến mại tới các bác nhé. Thì một bộ kéo như này thì em Thảo sẽ gửi tới các bác là 250.000. Đợt trước là các bác mua một cây kéo cắt này đã là 250.000 này. Và hôm nay thì nó sẽ được tặng thêm một cây kéo tỉa 24. Thật sự là rất chi là tuyệt vời ở cái tháng 8 khuyến mại sâu nhất tới các bác đây. Hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của đơn vị em Thảo ngay trên đầu video này nhé. Đấy, và tiếp tới là tới cái bộ kéo, đây cũng là dòng kéo cộng lực. Nhưng bộ này thì sẽ tặng tỉa trắng nhé. Thì tùy thuộc theo các bác lựa chọn. Ví dụ cây tỉa trắng này thì nó là dòng 20cm thôi. Đấy, cũng là cái quà tặng để gửi tới các bác nhà mình, 250.000 trên một bộ, miễn phí ship trên toàn quốc. Các bác đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông để đón nhận những cái video tiếp tới của đơn vị em về những cái sản phẩm khuyến mại. Thật sự những cái video như thế này thì các bác mua rất chi là lợi nhá. Bởi vì sau những cái chương trình khuyến mại thì giá của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, thì bác nào mà xem được thì hãy mua luôn, alo luôn trực tiếp tới đơn vị em. Và tới một cái bộ kéo cực kỳ là chất luôn. Rất nhiều bác mua với cái kéo này của đơn vị em là 200.000. Đấy, có bác thì mua tới 250.000 một cây kéo bướm. Hàng của nó là hàng Japan A1 nhá. Đấy, và với cây kéo này thì đơn vị em Thảo mua một kéo sẽ là 200.000 đồng. Và hôm nay khi mà các bác kết hợp một đôi kéo như này, một cây cắt, một cây tỉa đúc, một cái đôi kéo như này. Bình thường các bác mua cái cây đúc này đơn vị em khuyến mại đã là 220. Và cộng với cây này nữa thì nó sẽ là 420. Ở cái video ngày hôm nay thì em sẽ để cho các bác là 350.000 trên một đôi, miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, một cái đôi kéo cực kỳ chất lượng dành cho các bác nhà mình tỉa cây cảnh. Đấy, các bác hãy liên hệ ngay tới đầu số em để ngay cạnh video. Cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Quay thật gần này cho các bác nhà mình xem. Dùng xong các bác nhớ bảo quản cho em qua một lớp dầu nhá. Các bác không có dầu máy thì các bác sử dụng dầu xe máy, dầu sạch cũng được. Các bác lau đi để bảo quản kéo. Đấy, về số lượng cũng không nhiều. Đấy, và tới cây đôi kéo thép đúc trắng này thì đây là một cái đôi kéo giá trị nhất. Giá trị nhất luôn đấy các bác nhá. Cái dòng kéo này thì em nói luôn, nó là dòng kéo thép đúc đặc. Tay của nó rất chi là đặc này. Cái bản này nó sẽ có mấy bản nhá, cho nên các bác mua hãy xem xét thật kỹ. Riêng các bác đã đến với đơn vị em thì em tin chắc các bác đã chọn được một đại lý chính chuyên về đồ làm cây bonsai, làm cây cảnh. Và tất cả những cái dụng cụ nào thì em cũng đã tham khảo rất nhiều, em mới đưa tới tay các bác nhé. Đấy, nên các bác yên tâm. Đấy, đặt hàng thì tới nhà các bác bỏ ra kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Một cây cắt, một cái tỉa, chiều dài của nó là 20cm.
Và bộ này nó đang là 600.000 trên một bộ. Em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và tới rũa và cưa. Rũa và cưa thì trong cái tháng 8 này thì em giảm giá rất chỉ là sâu. Đây là dòng rũa lá hẹ có lối mở cưa. Cái này em đang bán là 90.000 nhá. Các bác phải mua tới 100.000. Cũng có những cái hàng nhái nó rẻ hơn, không nói làm gì. Thì đơn vị em hôm nay đang khuyến mại tới các bác là 60.000 trên một rũa cưa. Đấy, và cưa lọng. Cưa lọng này các bác mua toàn 100.000 thôi nhá. Đơn vị em Thảo để cho các bác là 50.000 một chiếc. Tất cả những cái video về khuyến mại này khi các bác mà xem được nhớ là đừng quên đăng ký kênh để theo dõi. Bởi vì những cái dụng cụ này thì em luôn luôn đưa tới các bác những cái dụng cụ về giá khuyến mại và phải chất lượng nhá. Đấy, và tới đôi cặp Đài Loan. Đôi cặp Đài Loan này thì nó là dòng cặp cao cấp nhất rồi. Hôm nay cặp đen bên em chưa về. Cặp đen thì nó có 350.000 một cây thôi. Nhưng với mẫu cặp Đài Loan hàng cao cấp này thì nó là 550.000 một cây. Và với một bộ đôi gồm một tròn một chéo thì giá của nó đang là 1.1 triệu trên một đôi. Đấy, đôi cặp Đài Loan cao cấp. Các bác nhìn những cái độ trong suốt của nó này. Đây là thép đúc trong nhá. Hàng rất chỉ là đẹp. Thế thì với cái dụng cụ này thì đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc khi các bác đặt hàng. Khi xem được video các bác đang quan tâm liên hệ ngay tới đây hoặc là vào Zalo của em để xem từng mẫu một để lựa chọn. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.